Sau khi giải nghệ, Lê Công Vinh đã nhận lời làm chủ tịch câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày cựu thủ quân tuyển Việt Nam bắt tay xây dựng đội bóng mới, anh đã có những thay đổi, giành được nhiều tình cảm từ người hâm mộ, như tặng quà cho người hâm mộ mua vé, trực tiếp bán vé, giao lưu với người hâm mộ và sửa sang lại phòng thay đồ, nhà vệ sinh của sân Thống Nhất. Mới đây, Công Vinh đã tiếp nhận chiếc xe buýt chuyên dụng để đưa đón câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Xe được thiết kế và trang trí riêng cho đội bóng theo tiêu chuẩn như các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Xe có giá 3,5 tỷ, nhưng sau đó được cải thiện và sửa chữa lại dãy ghế, kệ đựng đồ v.v. có giá lên đến 5,5 tỷ. Xe có 47 chỗ ngồi với các dãy ghế được thiết kế đẹp, sang trọng và thuận tiện cho các cầu thủ. Dù chưa có kinh nghiệm nhiều trong công tác quản lý đội bóng, nhưng Công Vinh khẳng định anh hiểu rất rõ hai chữ chuyên nghiệp. Rõ ràng với cách phát triển bài bản, có đầu tư của Công Vinh từ mọi khía cạnh, đây chắc chắn là điểm cộng lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua, bên cạnh những vụ lùm xùm khiến người hâm mộ đang quá chán nản giải V-League.